ổng vừa đi phụp vô cái hang cả nhà, thì ổng nói trời Phật thánh thiền ơi, trọng cái đầu như con lăn vậy, cái đầu bà đó bự như chỉ cái thúng như ló ra, nhìn ổng mà cười. Đây là phần mộ gì ghê, phần mộ đó trong hang vậy, nãy giờ chưa đi luôn á. Chào cả nhà, chào cả nhà đã quay lại với kênh Gió Đồng và kênh Sanma TV cả nhà. Ủa Sanma Vlog. Hello, con chào cả nhà ơi. Sao mà quên hoài ta. Cái gì? Ông nào bữa nay tới cái gì đến đầu á. Cả nhà ơi, hiện tại thì hai cháu đến một cái nơi, thì ở đây thì con không biết mà chia sẻ là gọi là nơi này là cái nơi gì nữa. Cách đây khá là lâu rồi, hai con cháu cũng có đã từng đến ở đây rồi, lâu lắm rồi. Lâu rồi, cái thời lâu lắm. Cái đây chẳng 4-5 năm biểu. Chắc là lâu hơn. Ừ, lâu mà. Nói chung là chỉ chắc là dài, nhưng mà ai đã từng theo dõi hai con cháu. Mà sợ giờ nhìn cũng ra đâu. Ừ, nhìn cũng ra đâu. Tại vì quan cảnh ở đây hoàn toàn nó khác đổi thở hết rơn rồi. Thì cái nhà nơi đây thì con có hai con cháu có nghe. Có nghe người ta nói là hiện tại là có xuất hiện những cái vong linh, và có nghĩa là nhiều người người ta thấy, thậm chí người ta đem đồ đến cúng kiến, tại người ta thấy nhiều quá cả nhà, rồi người ta đến người ta cúng, người ta giống như là cúng cho họ đặng họ đừng có phá phái, phá phái rồi. Tại họ đói mà thì họ phá, nhưng mà nghe nói là cúng cúng nhưng mà vẫn phá. Thì hai cậu cháu cũng đến để xem coi thì có giúp đỡ được họ không, hoặc là chúng ta khám phá nơi đây để chia sẻ lên cho cả nhà mình cùng xem. Gần đây nhất thì con có nghe một người chú, ổng cũng không, nói chung gần thì không có gần, mà ổng làm hồ cả nhà, ổng làm hồ khu gần đây nè. Thì ổng có nghe một người ta cũng là dặn, mình không nghe trực tiếp cái người thấy kể tiền miệng, mà là cái người thấy kể lại cho chú, rồi chú kể lại với hai đứa con, là ở nơi đây là mấy ngày trước thôi, khoảng chừng một tuần lễ trước gì đó đâu lại. Thì chú nói là khi mà chú đi làm hồ, chú đi ngang bữa đó là làm hồ rồi về, thì chú gọi là cuối tuần á cả nhà, cái vui vẻ rồi chiến chú với anh nhậu. Ở đầu ổng xỉn vô, ổng nói chạy về mà tối, trời tối chạy về thì chạng vạng rồi. Thì tới cái chỗ mà đây, cái chỗ cô tụi con ngồi nè, ổng mới vòng cái xe vô chống mà đặng đi vệ sinh đó, đi tiểu á. Thì ổng nói lúc đó là xỉn rồi, ổng nói giờ này sao mà còn ai chứ ở đây ta, mà đứng ổng nói đứng dưới mặt luôn, xỉn luôn hết cái đường. Ổng nói nhưng mà vẫn còn biết là chỗ này là đâu có ai đến đây làm gì đâu, mà rất chiều tối nữa, sáu mấy chiều là cũng có khoảng trời cũng cỡ này cả nhà, sắp như tụi con ở đây cũng trời cũng sắp tối nè. Thì ông nói sao mà hôm nay sao có bà nào giờ này mượn đêm mà dám bỏ đâu đây có một mình nè. Ừ. Mà cái nơi này thì hầu như cũng ít người lai vãng đến. Dạ, thì ông mới nói sao, ông mới hỏi chị gì ở đây giờ này, chị đây làm gì. Cái bà này mới đứng thinh, mới ngồi cục mới đứng thinh. Cái ổng mới thấy cũng chung có không để ý gì mấy, có nghĩa là ổng có mặc kệ. Xong ổng đi tiểu xong, ổng nhìn lên xe, ổng chuẩn bị quầy đi xe ra đi đó, ổng nhìn lại ổng nói mà nó mất tiêu rồi. Mà ổng nói chú tao ngu, ông Kim kể là ông cái chú này nói lúc đó ổng ngu á. Ổng nói là ủa chú mẹ giờ này đi vô trong hang làm gì chổng. Cái ổng cũng có tò mò, ổng nói giờ này chú mẹ ai ta, ổng cũng tò mò, ổng đi theo. Ổng vừa đi phụp vô cái hang cả nhà, thì ổng nói trời Phật thánh thiền ơi, trọng cái đầu như con lăn vậy, cái đầu bà đó bự như chỉ cái thúng như ló ra, nhìn ổng mà cười. Là ổng nói là ổng bỏ xe ổng bò, ổng nói tại thằng này có nhà, cái ổng chạy ra đó ổng la làng, chạy lên nhà người ta, rồi người ta lại đẳng kêu người ta lại xúm nhau lại rồi mới lấy cái xe ổng. Mà hình như nhiều người đến quá thì không thấy gì. Nhiều người đến thì không có gì chứ, người ta mới đầu người ta nói ông nội này em xỉn quá không thấy bậy. Thì cái chú đó có kể là cũng như là mới đây cũng có người ta gần địa phương đây nè, người ta nghe được là như vậy đó, có người ta đến người ta cúng kiến, đúng rồi, bài cũng mâm cúng để cúng những con linh mà cúng nhiều lần lắm rồi, những cái con linh mà người dân ta hay thấy á,
có lẽ là ta nghĩ là vong linh này có thể là, mà hiện tại thì không biết sao thôi, ở đây lâu rồi hoặc là như thế nào đó mà ở đây hiện hình như thế thì chắc lẽ cũng đối khác như thế nào đó thì ta cũng có đến cúng kiến thì nhưng cô... mà vấn đề á, cúng thì cúng nhưng mà bà cái bà này vẫn xuất hiện là xuất hiện thì bà cứ thấy cái chị dần dạ tối đi ngang đây là cũng người thấy mà đứng trước cửa hang hay hoặc là đứng thoa những gốc cây xung quanh khu vực này đó. Thì hai cô cháu cũng được nghe cô bác gần xa người ta kể là vậy. Thành ra hai cô cháu cũng lựa cái giờ giống như mấy giờ cũng tương thì tự giờ này thì cũng khoảng 5 giờ đến 6 giờ rồi nha. Thì nói chung khoảng chút xíu thôi là sẽ sập tối. Thì tụi con cũng đến cũng vào cái khung giờ này để mà coi cái chú đó là chú nói hoặc chú gặp một cái khung giờ này. Tụi con gặp biết đâu là cái khung giờ này cái khung giờ mà thịnh nhất con. Thịnh ba hẹn. Đó. Thì tụi con đến sẽ dễ dàng gặp hơn. Đó. Thì cũng nghe được bà con ta nói lại và chú nói lại thì thật sự như thế nào thì chỉ có một mình chú thấy thôi. Ông nói là vậy nè, ông nói là từ cái bữa đó tới cứ rồi mà làm hết trơn xong cái nhà mà ông Long Hồ á, làm cái nhà đó luôn là tới xong luôn không còn dám nhậu nữa. Tại nhậu bắt buộc ở lại tối cái gì. Ông muốn chấp nhận đường này luôn. Thì đó. Ông có chạy bọc đường kia không? Ừ. Mà đường kia nó xa, ông muốn gấp đôi đường này. Ừ. Mà hầu như ông đi về, ông đi đường kia. Mà giấc sáng ông chạy đi làm cái dành đường này. Mà chiều tối chạy về chạy đường kia. Mà nói chung là cái dạng không từng bị gì đâu có biết sợ, mà khi bị rồi cả nhà mới biết cái cảm rồi. Giác đó nó ám ảnh cả cuộc đời chứ mà đây đơn giản đôi khi cái đi ngang chỗ vắng cứ tự mường tượng nó vắng cái cảnh mình đã gặp hoài nó cứ sợ hoài. Thôi bây giờ cả nhà con mời cả nhà cùng hai cậu cháu con đến ở đây để xem ở đây như thế nào cả nhà. Đi cả nhà bà cô chú ơi, bây giờ hai con cùng cả nhà đi vào đây. Thì vào cái giờ mà khoảng giờ này căn dạng cái này á thì những người dân ta đi ngang ngoài đó tại cái con đường cùng và vô tới cái hang là cùng rồi thì bắt đầu có đường chạy ngang ta nhìn vào á thì thấy bà đứng trăng cái miệng hang cái đây nè. Ừ. Chỗ đá lợ to nè đó thì còn cái chú kia hôm đó đi lúc này luôn. Ừ. Lúc này luôn không phải ổng tại ổng vô ổng tò mò ổng đổ lại chứ không về rồi về thì im chuyện này. Thì ở đây có một cái hang mà cái hang này thì chú nói là chú thấy bà ấy, cái đầu lăn này trong này nè còn cái bậc thang lên nữa thì tụi con chưa biết là cái gì. À, đây có bậc thang lên nữa đó cả nhà. Mà đó hồi mình hãy lên sau. Nhưng mà tụi con không biết đó có gì hay không. Mình nó chưa có gì lên. Đó tao làm bậc thang lên. Đúng rồi. Bây giờ mình xuống chỗ này trước đi. Đây bật đèn cho tao thui nghe. Ừ. Ê, sao nghe cái mùi rượu gì mà cực không biết nữa. Mùi rượu nhang. Nhang luôn hả? Có mùi rượu mùi nhang luôn. Ê, tao bật cái đèn lên. Rồi thấy hình như có một cái gì đó dớ kìa. Có bông kìa, bó bông nữa kìa. Giống như ai cúng cái gì á. Đi xuống thử cái biển kìa. Mình đón mò hoài cũng. Đây có một bộ giặt bành kia luôn nè. Giặt bằng sắt luôn á. Rồi có. Mười một mâm đồ cúng luôn. Vậy là mấy anh ta mới lại cúng nữa cả nhà. Hai con cá lóc. Một nải chuối. Sáu ly rượu. Và rau bún. Mới cúng đây luôn á. Thì mới cúng đây chứ lại giấc sáng hay gì nè. Đây cả nhà. Chuối. Anh nghĩ cũng lạ ha. Trong hang gì mà không có. Đây là phần mộ. Như gì? Phần mộ đó trong hang vậy? Nãy giờ chưa đi luôn á. Nhốt nhiễu trời. Cả nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. Người nữ mà nữ gõ gàng Lê Ngọc Hải chứ mà quên để đọc tên ta. Ủa, nữ đúng không? Nữ hay nam mà đốt thuốc lum như nè. Tại vì Ngọc là thường là nữ đúng không? Đốt thuốc có lẽ là cho những nguyên khác á. Nói chung ta đốt thôi nhưng mà làm. Mà có thể tôi nghĩ người ở đây cúng người ta cũng hay lâu quá tại đốt nhiều đứa lắm. Đó kìa. Vậy là cái có thể cái bà này. Ủa ngày xưa mình đến đây đâu có cái này ta. Nhớ không? Chưa từng đố, chưa làm gì có hay chưa. Hoặc là cái bia nào nhìn nè, bia này bia mới hay bia cũ? Bia cũ. Cái bia này bia mới nào nhìn dấu khắc đi. Nhưng mà cái năm xanh kìa. Mà không thấy đường nữa rồi. Năm 1920. Đâu? Không thấy chữ gì đâu. Thấy chữ luôn. Thấy mà quạt không. Mà cái dấu vết này nhìn thấy rất là mới. Hay là có thể là đúng nhàng cái người này người mới ta.
Hồi trước mình đến đây cũng đâu có thấy vụ này. Thôi quá không. Cái mùi cũng chịu không được cả nhà. Tại mùi bia rồi, ba cái rượu á. Tôi đâu chịu được. Nam mô A Di Đà Phật. Đâu mà chào quá nhau rồi. Nói chung là người con cũng không có biết là tại vì cái gì? Chuối, thịt heo, mà cái rau, gì nè, cái gì? Cá lóc. Nó bay mình tôi vậy. Bói. Có bốn bông năm nào tới giờ. Nó nằm ở kia mà. Ủa mà tại sao lại nằm đây ta? À, đốt đi, tôi sẵn lấy mới cái tiền bạc đốt luôn. Tại thử thì tôi có. Ý cái gì? Trời ơi. Sao cúng vậy mà không cúng với tiền nhà bạc ta? À, không cúng với tiền bạc. Ê mà ở trong phần mộ nó có cái gì đó lạ lắm. Cái gì? Trong phần mộ. Thấy không? Giống như cái xương hay gì á. Thấy chưa? Cái này nha. Ừ. Không. Cầm cầm cầm. Cái mùi cực khó chịu quá. Ê. Mày nhìn kỹ cái. Nó mọc lên nấm luôn nè. Ừ. Mà nó nằm phía bên trong cái bia mộ luôn. Nếu mà phải như mà cái mộ này, cái bia mộ này còn nguyên vẹn mà. Tại sao không phải nghĩa bia mộ mà tại sao lại có cái gì ở phía trong? Thường cái bia người ta đúc bằng xi măng thôi. Hoặc bằng sắt. Đúng không? Thì bia mộ có thể là có lõi sắt ở trong. Ừ, còn này là không phải sắt cái gì á. Mà tại sao là để cái bia ở đây? Thì đó nằm trong hang. Có bia là phải có mộ. Thì đó. Mà cái nhà thấy nè. Có bia mà cục đá chằng dằn vậy nên ta phải có mộ. Thì đó. Hay là bị lấp rồi. Mũ lấp. Khoan, để ta xin phép cái. Nam mô A Di Đà Phật. Ờ, quên, tôi biết rồi. Không nhìn cái lỗ nè. Sao mũ lấp? Không nhìn cái lỗ nè. Coi chừng cục đá nằm như cái lỗ đó. Và cục đá này gớt xuống đây coi chừng. Nằm như này luôn. Nhưng mà tại sao mà lại bể chứ? Thì nằm đây luôn. Có thể tôi để đây là qua nước á. Nó chảy ra vô có thể là bị đá rớt xuống cái bể. Tao có nhớ một lần. Không thôi. Đốt cái thì không dám chắc chắn, không dám nói bậy. Không biết sao. Tao nhìn cục đá này cái lỗ rồi kìa. Nó có gì tương thích với nhau. Tôi sợ nó rớt xuống á. Ba cây thôi chứ. Quả lấy gì? Ơi, gì nước vậy trời? Tí nha gửi chân vậy. Ơ nó có hố nước kìa. Chưa tập trung vô. Ê, nước. Mình có ai đặt nước quá. Có gì không? Khoan, để tôi đi qua với mày. Bên đâu thì ở đây đâu có gì đâu. Ở trên vách tường có chữ. Ở bên này có lẽ là tiểu đoàn ấy mà. Ờ, tiểu đoàn đặc công gì chứ. Nhưng mà những cục đá này là tôi nghĩ là ở trên cái hốc đó. Lăn xuống đó chứ không phải nằm được không vậy là cái này đâu. Ừ. Và ừ. người ta cố tình đặt một cái bia mộ vào thẳng đá này, có thể đá đã đè trúng ai đó. Thì đó, mà cái đên này một người nữ. Thì cả nhà, tụi con nói đây là cảm nhận và cũng như là chỉ là đón mò thôi. Chứ tụi con không phải là chắc chắn là những điều tụi con nói là đúng. Tại này chưa biết cả nhà. Tụi con chỉ là đón mò thôi. Ê, lấy hai cái này nãy tao lấy hai cây. Cái thằng cày. Thằng cày ra mới được. Nam mô A Di Đà Phật ở đây. Tụi con đến đây thì cũng không có ý gì. Thì con cũng vô tình. Nói chung là cũng không biết là có sự thân diện cũng. Ủa? Của cô hay là chú ở đây. Cái gì? Cái chén này nãy có khá không? À đâu biết đâu để ý đâu. Ê, cục thịt này hình như bị mắc nè. Thì ý nghĩa hai chén không mà giờ. Phải không? Phải tiếng không không? Không nhớ. Tôi cũng không nhớ luôn. Nhưng mà con cá thì tôi nhớ là con cá hồi nãy chỉ bị banh ra chứ không mắc thịt. Tôi nhớ có gặp con cá này chỉ banh bị banh ra thôi, không có mắc thịt. Còn giờ mắc có thịt mà đây qua đó có thịt đó kìa. Bến đó kìa. Ủa? Cái gì đấy mà thịt luôn chứ, thấy mà thịt luôn á.
Nam Mô A Di Phật. Thì con cũng chỉ vô tình đến đây và cũng như là không phải là để mà làm phiền cái sự an nghỉ của cô hay là chú gì đó ở đây. Theo mày nghĩ là nam hay nữ? Nói chung là Lê Ngọc Hải thì cũng là nam mà cũng là nữ. Đúng cái tên này vừa nam cái tên này vừa nam vừa nữ. Tại chỉ lót chữ Ngọc thì đa phần là nữ. Đa phần là nữ. Nhưng mà Hải đôi khi cũng có tên nữ nữa. Chứ không phải là nam không. Đúng rồi. Cái từ Hải là nam nữ thì cũng có tên đó chứ. Nó giống như tên Ngọc Hà đi. Ngọc Hà, Hà nam nữ cũng vậy chứ á. Ý là mình ví dụ vậy đó. Đúng rồi. Đừng ví dụ đó vậy. Ví dụ như đụng chạm ta. Ý là nó vậy đó. Có nước đâu, nước nhiễu. Nước nhiễu đâu quên. Gì? Nước đi nhiễu nè. Nhiễu đâu mình tỏ ngoài. Đó. Rồi cắm đi đây này mình đốt nha. Đi vô cho mày mày hút nha tao cầu cái này. Tôi nghe phía trong hình như có tiếng người đi lội nước á. Sột sạc. Cái gì? Ông có nghe tiếng gì không vậy? Nam Mô A Di Phật. Cho hỏi ai vậy? Nhậu không? Nằm bà đâu không? Thằng Ngọc. Phải là làm một lý với tao đi kìa. Đâu hả? Tôi nghe tôi nghe dẫn tao trục đá này nè. Phải không? Tao quay rộng. Tôi nghe dẫn tao trục đá này nè. Tao quay rộng luôn nha. Quay rộng đi. Có gì phía sau cái nhà thấy được. Nhậu không? Nhậu tao. Nhậu tao ly. Làm tao ly. Ghê thiệt. Nha. Không, tao nhớ không lầm, có lần đến đây, nhưng chưa có khi nào mà con thấy được cái bia mộ này. Đúng rồi. Liệu là, có nghĩa là cái người mắc ở đây á, đã cho ai đó biết tên tuổi của họ, rồi người ta mới lập cái bia mộ này. Tại theo thấy nếu mà có thể mắt thường mình có thể đọc được, mà ngắm ngẩm được á. Không biết là nguyên nhân là sao, cũng có thể là đã có người đánh phá. Chứ có thể có cái này cái chỗ điểm nứt rồi nè, giống như cái là gì đập có vô gì đập vô, đúng rồi, nó mới nứt toàn viện như thế này. Ví dụ như trong trường hợp bị cắn như thế nào nó mẻ ngốc thôi à. Đúng rồi, cái này nó quất ngay trung tâm luôn. Và cái người đem đến đây cúng là ai? Liệu có liên quan không? Thì có. Tại sao mà cúng mà cúng lễ đầy đủ như vậy? Rượu cá chuối thịt, nói chung là đầy, giống như là ăn bánh cúng viên cục thịt luôn kìa. Ừ. Chuối giống rượu như là phải cái lóc cúng rượu, không phải một chai nữa, hai chai rượu nha. Hai chai rượu đây, chai này mà hai mâm, nhìn kỹ đi. Hai mâm á nè, đây mâm nè, chén mâm nè, cái lóc cháo bánh tráng nè, ở đây ba ly rượu đây nè. Có nghĩa là một mâm là đắc đai thủ thần, một mâm là cái vong linh. Vong linh có nghĩa là một người này cũng đã cũng biết về cái vấn đề cúng. Thứ hai nữa là không biết có liên quan tới cái gì ở đây không. Thì bây giờ tụi con cũng vô tình đến đây và cũng không biết cái sự hiện diện của có người ở đây, thì tụi con có gì cũng cúng lấy, cũng mong Hương đến đây an nghỉ, và nếu tụi con có mạo phạm điều gì cũng mong được tha thứ. Ngày trước có đến nhưng mà không có cái bia mộ này, nhớ rất rõ là không có. Không biết mày có nhớ không, lâu lắm rồi mình không đến đây. Lâu lắm rồi, 4-5 năm cả nhà, nhưng mà lúc trước thì không có bia mộ này. Nhưng mà theo con đọc được á cả nhà, nếu mà cả nhà đồng tình với con là hình như là mà chúng ta có thể đọc được á, là năm 1920. Đúng rồi, cái năm xanh hay gì đó. Là năm nay là năm xanh hay gì đó. Ừ, 1920 á, là con này là gì, ngày 7 tháng 3 gì nè, 19 mấy nè, 1927 nè. Có thể là ngày mắc á, là ngày mắc nè. Ê, 65 tuổi. Được, 65 tuổi. Hưởng dương 65 tuổi. Có nghĩa là theo tao nghĩ là có thể là 1920 cho đến năm 1985. 1985 là đúng rồi đấy.
là 65 tuổi. Ừ. 85 như nè, số 8 nè. Rồi rồi vậy rồi đó, 1985 đó. Có nghĩa mắc rất lâu rồi, nhưng mà ai đến đây đã cho ai biết ở nơi đây á, rồi bắt đầu người ta lập lên biên mộ. Tại cái nhà biết rồi, nếu mà vậy là ba mấy năm gì trước lận. Ờ 85. Nhưng mà 39 năm. Nhưng mà tính ra mà mất ba mươi mấy năm mà vẫn đi thoát, mình vẫn còn ở đây, chắc có lẽ cũng dữ dằn lắm phải giờ đâu ạ. Quyền nguyên nhân nào đó, có thể là quan ức gì đó mà không đi được. Mà nghe nói là hổm gà cũng có nhiều người đến đây cúng. Nhưng mà con không biết là liên quan tới cái bi mộ này không thôi. Nhưng mà cái người thấy là người phụ nữ mà ta. Người phụ nữ. Có thể là chưa có cái duyên của chú đó chỉ gặp người phụ nữ đó. Chứ không có duyên với cái người này ha. Đúng rồi. Mà chưa chắc. Cái người Lê Ngọc Hải này chưa chắc là nam hay nữ. Tại cái tiếng người ấy nam, nhưng mà mình biết ở đây bao nhiêu vong linh đâu. Ừ. Có thể là cái người này không có liên quan tới cái người nãy mà kêu rủ mình nhậu á. Ừ. Cái này thì ở nhà em chuẩn bị đầy đủ lắm này mới đến đây cúng nè. Chuẩn bị hết rồi. Mà là đều bị mộ đặt vào tinh đa. Ừ. Mà trong cái hang như thế này. Tiếng đâu cả. Đâu à? Nhậu với tao đi. Nghe từ hướng nào phát ra không? Không biết, nghe lộng lộng nè. Nam mô Phật thì thổi cho cháy hết đi, đừng cho nó khói quá. Ông ơi. Khói quá khói. Thì ông muốn cái gì ông cho tụi con thấy được hình hài gốc đi. Ông muốn nhậu thì tụi con, nói chung thì con cũng không ai biết nhậu. Rồi sao vậy? Bên đó sâu bên đó có cái gì không? Mà nó có mũi đi ha, cái hót nó có cái gì đó. Đi vòng một bánh thử. Đi. Mà cúng rồi. Mà cúng đi nè. Đây là cả nhà bọc cao này, mới cúng hồi sáng luôn á. Mà cúng hôm sáng. Hồi sáng hồi trưa này nè, chứ không lâu đâu. Mới đây thôi. Ghê quá, đái đầu này trời ơi. Dạ. Ghê. Ghê quá. Thôi đi đi, chạy đi. Đừng đi đó. Mà càng nói người ta càng thấy. Đây cùng rồi. Đây nó có chữ đây cùng rồi. Đoàn kết tốt chống 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 tự do tham ô là gì trong nội bộ, chống tự gì, chống tự do hả gì? Ở đây nó có mìn nói tham nhũng tham ô, khoan đây nữa nè, ở đây có mìn cả nhà, còn mìn nghe mày ơi, còn hả đó, ghê vậy, mìn nguy hiểm, có nghĩa trong đây còn mìn. Bởi cẩn thận. Bởi vì không ai nằm đâu mà cẩn thận giờ. Thì nghĩa mình đừng có di chuyển vô mấy cái hốc được. Tại thường những cái mìn á, máy á thì nằm ở trong hốc được. Ê, ai? Cái gì? Ai? Cái gì? Có người. Đâu? Ở trên cái lỗ này nè. Trong cái lỗ á. Đó hả? Lỗ dưới, lỗ nhỏ nè. Lỗ nhỏ. Này. Nhìn tay thôi nè. Này. Bên đây nè, dưới. Này. Ừ đúng rồi. Cái đó là có người. Người phụ nữ. Gì? Phụ nữ mặc áo bông. Ôi, gì vậy đây mày? Trời, thấy nguy hiểm quá. Còn mìn nữa mày. Còn mìn cái đầu nữa kìa. Nhiều thứ nguy hiểm quá. Cái gì? Ủa? Ủa nãy đó một mâm mấy ly ta? Mâm 3 ly. Thế đó còn là gì?
không, tôi nhớ như mâm hai ly, mâm ba ly á. Ừ, như mâm. Ê, anh ấy nè em à. Ủa? Cái chỗ tao mới đi ngang mà. Mày sẽ vô chân không? Tao đứng vĩnh. Ừ. Hiểu rồi. Mời mình á. Kêu uống nãy giờ. Ông ơi, tụi con không biết uống. Trả đi. Vừa nãy đợi đốt cho ổng cái thuốc thôi. Mà mới phải ổng mới bà. Tại thấy đốt nhiều quá mình đốt. Dần ta ta đốt mình đốt theo đi chứ mình không biết nam hay nữ. Bởi vậy. Ủa có quẹt đâu ta? Không có quẹt không? Đây nè. Mộ dựa vô đây chị, nếu mà mọi cái bia mộ nằm đây thì thân xác vẫn còn nằm đây, nằm đây với mộ nằm đây. Ừ, nhưng mà có thể nằm dưới cục đá này, có thể nằm dưới cục đá, nhưng mà năm tám mấy bây giờ cũng có thể đây là một liệt sĩ. Không liệt sĩ đâu, mất năm tám mấy liệt sĩ gì. Nhưng mà nguyên nhân vì sao họ vô đây gì? Nguyên nhân vì sao họ vô đây á? Mình cũng không biết chứ liệt sĩ. Tại vì tảng đá này nằm phía đó cái xuống. Năm 79 là Việt Nam mình đã đánh Campuchia rồi, Campuchia là rồi đánh bên bển rồi, tóm mấy mắt ở đây mất đô mìn cho đạn cho đồ á. Hoặc là có thể là đi vô đây rồi bị mìn nổ rồi đá rớt xuống. Thì nói chung là vậy đó chứ không có khả năng là liệt sĩ. Liệt sĩ là giải phóng lâu rồi mà liệt sĩ gì? Thì khi Mày Đỏ lúc đó đánh vô tới đây nữa. Tại lúc đó là ở đây là ông ngoại ngoại có kể là về đây chạy Khơi Mày Đỏ về đây ở đây nè. Thì giờ tụi con đã đến đây rồi thì không biết ông có phải là chủ nhân của cái bia mộ hay không. Thì nếu mà ông là đúng là chủ nhân thì ông cho tụi con thấy được hình hài của ông đi. Chứ giờ tụi con cũng trong hang này thì hầu như cũng nơi nào tụi con cũng đi đến hết rồi. Và hầu như chỉ nghe tiếng của ông thôi, ông cần gì ông con thấy chứ. Ở đó hồi nãy cái giếng hay gì ta? Nào. Ê, khi nào mình tắt đèn thử không? Tắt đèn thử. Có thấy rõ, thấy rõ mà. Có mà, có hai cái nến mà. Rõ mà, còn sáng mà, nghe có đổ. Nào tôi đến đây tôi thấy cái mâm đồ cúng mà tôi không có nhìn thấy cái bia mộ luôn á. Tôi tưởng tảng đá không à. Tôi tảng đá không chứ không thấy bị mộ luôn. Không biết phía trên có gì không? Phía nào? Phía trên cái đường. Cái đường thang lên đó, mặt thang lên đó. Ừ. Muốn biết là trên đó biết liền. Vậy đi, chạy thử đi, có gì đã chút. Điên trên thử. Có bánh tây, có đầy đủ, có thịt, thịt heo, cá bánh chuối rau củ, bánh chén, ba cái chén là ngang. Con sẽ 12. Lên những cái bậc thang trên kia để coi trên kia có gì hay không. Thì chút nữa trời khi mà trời sập có thể sập tối xuống cho con đi cả lại. Nè, cho cái túi đi. Dạ, dính vậy.
Cái đường này ít người đi lắm quên. Rong rêu rồi cái hổ quang mọc đầy vậy. Trên này chắc không có cái gì đó quên. Có thể là lưu cốt. Lâu lắm không ai đi sụp luôn. Tôi nghĩ như thế có thể là lâu cốt nữa đó. Lên nữa hả? Nữa. Cao vậy? Biết nữa. Có người dọn ở chỗ này nè. Nếu cho em có người đi chứ cái người quay gạch không đam này nọ rồi. Gì vậy? Thôi đừng nên tò mò. Cái gì? Không biết nữa. Cái giấy là gói trong hả? À, gói có chữ trong không biết cái gì. Sợ bùa bọng gì không biết nữa. Thôi được không? Được. Thôi khó đi. Nên tiếp tục không? Thấy đây, ổn không? Thấy bích lắm mà nghe. Được không? Được. Hết được. Gì? Còn đi nữa mà nguy hiểm quá. Hiểm trở quá, hiểm trở. Hết cầu thang rồi hả? Hết cầu thang này. Ồ, ghê quá. Cái đường này là đi đường đất lên trên này. Tụi con không biết là phía trên có cái gì. Mà đến đây thì nó có nghĩa là vẫn còn đi được. Nghe cái đường này ta phá ra chứ không phải cái đường. Đúng rồi, ta phá đang đi đó. Ừ. Nhưng mà không biết có gì trên này không? Vì sao mà ta làm một tháng tới đây? Phải có cái gì nên ta mới làm tới đây. Ừ. Được không nghe? Trên trời có má mưa. Được không? Được lui. Cùng rồi. Cùng luôn hả? Cùng rồi. Cái gì? Tự nhiên làm được tới đây cùng cây vậy? Có nghĩa là người ta đang dọn đường mà tới đây thôi à? À. Không có lên nữa. Mà những bậc thang này ta xây làm gì? Không hiểu luôn. Không biết ta xây làm gì luôn. Lạ rồi vậy? Không biết luôn. Rồi xuống lại. Chờ mồi nè. Ủa? Không phải bậy. Cái gì? Đây nó chìm mồi nha. Không phải. Giống cái cây đó lắm đó. Lá khác vậy đó. Cây trái cũng giống cái đó. Ừ, chắc giống mà lá khác. Nhiều cái giống nhó vậy ta. Ừ. Đi ăn chìm mồi tính lụm mày. Trời ơi. Kỳ vậy ta, kỳ ta. Bậc thang lên đây phải có cái gì đó như này chứ. Bởi vậy? Sao vậy lên đây cái đường cùng ngộ đi. Mệt. Cái đó có cái hang cái gì ta. Rồi xuống đi. Miệng đó thì có cái đây giống như là cái miệng hang. Ừ. Cái đó thui à. Chỉ mưa dữ lắm mày. Đây nha. Mệt mù gì. Ây da. Con cũng nói rõ là cái núi con vừa quay cho cả nhà là núi Tô. Ý núi Cô Tô. Chứ không phải núi Tô. Thực sự nói là con đi lên về người lên núi giờ này cũng hiểm. Đúng rồi. Sụp tối rồi. Mà cái giờ này là cái giờ của họ đó. Mà tại sao là hồi trước họ lại mà thay cũng bự lắm chứ. Bể bị sụp á. Bị sụp á, nước chảy á hà do. Nhưng mà phải có một điều gì trên này người ta làm thác bự vậy. Đúng rồi. Mà sao lên em có gì chân kỳ vậy? Cái gì? Hồng Kông là gì ta? Cái chữ nè, chỉ lên nè. Coi kỹ lên. V dấu chấm, chữ công. Chỉ vòng công thế là gì? Đúng không?
Vào động, vào động á gì ông ơi. Phải không? Vào động á gì? Vô nặng đâu? Nặng. Rồi bởi vậy. Giống như vòng cong hay là gì đó. Vê rồi vào. Không biết nữa. Động, động, cái nó thấy động mở gì đó. Thì không có gì chứ. Suốt. Động ở dưới kia rồi động chứ. Bởi gì? Không hiểu nổi. Nói chung là cái nhà tụi con, cái địa hình ở đây con không có gành. Không, như không có biết cái địa hình như thế nào không á. Chứ trong lực. Để coi có thấy cái bà đó không? Có nhiều cái hàng hốc, nhiều tấc đá nằm, nó nằm nghịch lý đi. Thì cái rớt chỗ này hót xuống hai bên hàng đá hai bên. Mà thiệt, ái da mũi. Này cái chỗ này nè, có đá đè này mà ta nó lồm như máu ta. Ủa. Ở đây có chữ nè. Số gì đó. Cái gì? Nó có chữ số gì đó. Số gì á? Mà tối thấy được. Giờ mình làm gì dưới đây đây? Không biết làm gì dưới này giờ. Họ không xuất hiện. Mà chỉ nãy giờ tiếng nghe tiếng hầu như nghe tiếng là nhiều. Nghe tiếng kêu mình thôi. Chứ không có nghe, giống như không có thấy họ. Thấy được hình hài họ. Trong đây tính ra cũng tấu hù hết chứ. Cái gì? Lăng gan cái này không biết là cái gì kia cũng gọi vậy nè. Cái gì? Gì? Ai biết gì đâu. Có nghe cả nhà. Khoan hơi đi đèn. Sao tự nhiên cái cơ thể của tao nó kỳ quá. Nó tót mồ hôi lạnh ra ngộ mày. Mày có không? Tụi con đang mồ hôi lạnh nè. Nó lạnh nhưng mà tót mồ hôi lạnh. Cảm giác như không khí nó lạnh đó nhưng mà đang mồ hôi này lên cho cả nhà thấy tao rồi. Gì? Mặt lên này. Thấy không? Thấy cho nó nhẹp. Nó lạnh lắm ngát à. Gì? Mày làm gì? Ai làm gì tôi đâu làm. Ướt mặt mày chứ á. Đây có cái gì đâu mà nó làng càng này hoài ta. Ở đây bên đây là cái giếng hay là cái gì ta? Bên đây nè, cái giếng cái hố để đựng nước á. Cái gì? Ê. Cái gì? Cái gì? Tao đi ngang thì cái cọng dây nó bò lại theo tao thì cho nó xuống. Đâu? Đây nè, cọng dây nè, bắt đèn lên. Cầm này bò từ đó xuống đi ăn con gì đó tới tới đó tới giờ rồi tới giờ của ông rồi đó. Ê.